Ngày 20 tháng 11, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã ra quyết định bắt khẩn cấp 10 thanh thiếu niên gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn. Trước đó, tối ngày 12 tháng 11, nhóm trên đi tới đường 146, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh rồi chia ra thành hai nhóm nhỏ để cướp. Thời điểm này, có một người đàn ông sinh năm 1984, ngụ huyện Củ Chi đi xe máy qua thì nhóm này chặn lại, sau đó rút dao khống chế yêu cầu người đàn ông đưa tiền. Nạn nhân móc túi đưa 100.000 đồng cho nhóm thì nhóm rút chìa khóa xe ông này và vứt xuống sông rồi lên xe tẩu thoát. Cùng thủ đoạn trên, tối cùng ngày, nhóm thanh thiếu niên gây ra ít nhất 3 vụ cướp khác. Sau đó, nhóm di chuyển tới đường Hà Duy Phiên định gây án tiếp thì công an tuần tra phát hiện nên bỏ chạy. Công an đã bắt giữ được 2 đối tượng trong nhóm. Từ lời khai, công an lần lượt bắt các thành viên của nhóm cướp này.